Liên xin được hân hoan chào đón bà con đang đến với chương trình cùng nhau hái lá, chào đón hai đội chơi. Bà con đây, quê của em là ở đâu? Dạ, thật ra quê em nó cũng gần miền Tây thôi. Nó giáp ranh miền Tây hả? Dạ, thật ra thì nó giáp ranh thì cũng không giáp ranh, mà xa thì cũng không xa lắm, mà gần thì cũng không gần lắm. Dạ, em xin giới thiệu em người miền Trung ạ. Dạ. Dạ, em lời nói đầu tiên cho phép đội bên em xin được gửi lời chào trân trọng và toàn thể thân ái. Thôi, nãy giờ nói nhiều không có đầu tiên đâu nha. Bây giờ nói nhiều rồi. Dạ, dạ lời nói thứ hai cho phép gửi lời chào. Không, lời nói này nhiều lắm mà không có thứ hai. Dạ, lời nói thứ mấy chục rồi em xin gửi lời chào trân trọng tất cả bà con. Thời tiết nào thì phun xịt có hiệu quả nhất? Nêu hai ý cần chú trọng để đảm bảo an toàn cho người khi phun. Khẩu trang khẩu động. 3, 2, 1, tên gọi khác của bệnh trái bìa lá là gì? Bỏ qua. Hãy kể tên 3 tác nhân gây ra bệnh lem lép hạt lúa. Nhặt vé. Vi khuẩn, nhặt vé. Dạ, đau không? Chưa chính xác. Không tới. Cố lên. Nhanh luôn, cho nhanh luôn em. Rồi, đúng rồi. Xem số điểm, nếu tổng cộng cả hai vòng thi đội nào có số điểm cao hơn sẽ được chọn vào vòng trong để đến với vòng cùng nhau hái lòng